SpaceX đang thúc đẩy sự phát triển của Starship, hệ thống phóng tái sử dụng siêu nặng lớn nhất từng được thiết kế trong lịch sử. Với một tốc độ đáng kinh ngạc và giám đốc điều hành Elon Musk thoải mái rằng nó sẽ đạt quỹ đạo vào năm tới. Musk đã đưa ra những nhận xét thường xoay quanh vấn đề triết học tại cuộc họp chung ảo đầu tiên của Học viện Quốc gia giữa Ban Nghiên cứu Không gian và Ban Vật lý và Thiên văn học. Buổi nói chuyện có tựa đề đơn giản là cuộc thảo luận về tàu vũ trụ SpaceX và phần hỏi đáp tiếp theo đã cho Musk cơ hội trả lời các câu hỏi từ các thành viên học viện về chi tiết kỹ thuật và hoạt động của hệ thống thế hệ tiếp theo. Musk đang đặt mục tiêu SpaceX sẽ hoàn thành công việc trên bệ phóng và tháp phóng tại Starbase, cơ sở rộng lớn của công ty ở Boca Chica, Texas vào cuối tháng này. Với lần phóng lên quỹ đạo đầu tiên được thiết lập vào tháng 1 năm 2022. Sau đó có thể là một tá Musk nói, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Starship sẽ đạt quỹ đạo vào tháng 1. Vì Musk đã cẩn thận lưu ý, ông nói có rất nhiều rủi ro liên quan đến lần ra mắt đầu tiên này. Vì vậy, tôi không nói rằng nó có khả năng thành công. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được nhiều tiến bộ. Rào cản lớn khác đối với việc ra mắt vào tháng riêng là sự chấp thuận theo quy định. Các hoạt động phóng của SpaceX tại Starbase hiện đang trải qua đánh giá môi trường với Cục Hàng không Liên bang. Đầu tuần này, FAA cho biết họ sẽ kết thúc quá trình đánh giá đó vào ngày 31 tháng 12. Vì vậy, nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của Musk thì việc ra mắt vào tháng 1 là ngày khả thi sớm nhất. Musk cũng ước tính rằng họ có thể bắt đầu bán các vụ phóng Starship với giá rẻ hơn Falcon 9 trong khoảng 2 năm. Thậm chí còn sớm hơn so với mốc thời gian trong đề xuất của SpaceX về hệ thống hạ cánh của con người của NASA, SpaceX đã thắng thầu duy nhất để phát triển SLS. Thứ sẽ vận chuyển con người lên mặt trăng lần đầu tiên kể từ những ngày của chương trình Apollo cho chương trình Artemis của NASA. Vụ phóng đó, được đặt tên là Artemis 3, hiện được lên kế hoạch phóng vào năm 2025. Phi thuyền đang di chuyển nhanh thật khó để phóng đại quy mô của Starship, bao gồm tàu vũ trụ Starship và tên lửa Super Heavy. So với tất cả các hệ thống phóng khác trong lịch sử, được lắp ráp hoàn chỉnh, nó cao 394 feet so sánh. Hệ thống phóng vào không gian đang được phát triển của NASA và tàu vũ trụ Orion cao 322 feet được xếp chồng lên nhau hoàn toàn. Phi thuyền Starship có thể có khả năng phóng liên tục hơn 100 tấn lên quỹ đạo và hoạt động như những gì Musk mô tả là một cơ chế vận chuyển tổng quát cho hệ mặt trời lớn hơn. Nhưng Musk không đặt mục tiêu xây dựng 1, 2 hoặc thậm chí 10 tàu Starship thay vào đó. Ông ước tính trong buổi nói chuyện rằng nhân loại có thể cần khoảng 1.000 hệ thống phóng để tạo ra sự sống thực sự đa hành tinh. Và SpaceX đã xây dựng một nhà máy để sản xuất hàng loạt chúng hoặc gần với chế tạo hàng loạt nhất có thể. Và công ty đã tiến rất nhanh trên con đường phát triển của mình. Trở lại vào tháng 5, SpaceX đã bay thử nghiệm nguyên mẫu thứ 15 của Starship và phương tiện phóng đạt độ cao khoảng 30.000 feet với khả năng hạ cánh thẳng đứng thành công. Đây là lần đầu tiên một cuộc thử nghiệm được kết luận với phương tiện phóng còn nguyên vẹn. Mục tiêu bao trùm của SpaceX là cải tiến công nghệ vũ trụ để nhân loại có thể trở thành một loài đa hành tinh và cuối cùng là một nền văn minh du hành vũ trụ. Và biến những điều chúng ta đọc trong khoa học viễn tưởng thành sự thật và không phải lúc nào chúng cũng chỉ là hư cấu, ông nói với các thành viên của Học viện Quốc gia. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.